chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Metaman. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sách tay những cái mẫu quần jean nam cao cấp chính hãng hàng hiệu. Và nếu như bạn đang có nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm về quần jean nam thì Metaman là đơn vị uy tín xứng đáng để bạn có thể lựa chọn. Và trước khi đi vào video thì các bạn cũng đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để có thể cập nhật cho mình về những sản phẩm cũng như là những cái ưu đãi lớn nhất, mới nhất của Metaman các bạn nhé. Hiện tại trên màn hình của các bạn đây mình đang có 3 mẫu thì mình cũng sẽ luôn. Ngày hôm nay thì mình sẽ sell 3 cái mẫu này với một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi luôn anh em ạ. Mình có 3 màu để cho anh em có thể lựa chọn, mà tất cả 3 mẫu này đều là hàng nhập khẩu chính hãng hết. Chỉ vì là những cái mẫu này nó còn lẻ sai nên là mình sẽ quyết định sell cho anh em với một cái mức giá vô cùng hợp lý. Thì đầu tiên mình sẽ sell cho anh em con này trước. Cái em này là em Levi's 514 anh em nhá. Đây, em này thì đang là Levi's 514 đó. Hiện tại thì giá của em này đang là 1.350.000, thì mình chỉ sell lại cho anh em còn 850 thôi đó. Màu xanh nước biển đậm rất đẹp. Size hiện tại của em này là size 33, và những anh em nào đang có cân nặng từ 70 đến 80 cân và cao 1m75 với 1m80 thì anh em có thể mặc con này hoàn toàn hợp lý và ok. Và cái đặc biệt của em này nữa là khi mà anh em nào mà còn thích chơi chơi rách bụi thì em này cũng đáp ứng đầy đủ tất cả những cái điều kiện đấy luôn. Đó, đây, rách rất đẹp luôn anh em nhé. Tất cả những cái họa tiết rách của em này thì thật sự là không còn gì để chê nữa rồi. Đó, em này thì đang là size 33. Anh em nào người có thân hình hơi mập một chút đó và đang tìm kiếm cho mình về những sản phẩm quần jean nam hàng hiệu chính hãng, đó, rất dày dặn luôn, chất liệu vải rất dày luôn anh em ạ. Đó, anh em có thể thấy này, vải denim chuẩn 100%. Em này là xanh biển đậm, là có rách này, có rách, có mài một chút và có guốt. Đó, anh em mình đây mình sẽ cho anh em xem chi tiết từng cái chi tiết luôn nên anh em không phải lo đâu. Đó, rách rất đẹp luôn anh em nhé, được làm cực kỳ cẩn thận. Nếu mà Levi's mà làm thì không còn điều gì để phải chê anh em ạ. Và em này là em Levi's 514 ống suông anh em nha. Đây, mình sẽ cho anh em xem tất cả các góc cạnh của em nó để anh em có thể cảm nhận cũng như là trải nghiệm. Chất liệu vải của em này thì thật sự không còn điều gì phải bàn anh em ạ. Mặc cực kỳ là mát luôn. Đó, dày dặn, mát mẻ. Đó, và rất là thoải mái. Và cái em tiếp theo thứ hai mà mình muốn giới thiệu với anh em đó sẽ là một em màu xanh nhạt. Mình sẽ lên luôn cho anh em xem. Đây, em màu xanh nhạt. Cái em này thì sẽ là size 28. Đối với những ai có cân nặng từ 40 cho đến 50 hoặc là 53 cân và cao 1m từ 55 đến 1m60 thì có thể mặc em này vô cùng là hợp lý, rất là vừa vặn luôn. Thì em này sẽ có một cái màu là màu xanh nhạt anh em nha. Đó, một cái màu xanh nhạt. Đó, anh em thấy rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đó, và với một cái mức giá mình đang sale cực kỳ hợp lý như vậy thì anh em không còn điều gì mà phải lăn tăn về giá cả hay là như nào nữa. Vì khi nhận hàng em còn được kiểm tra trước khi thanh toán, nếu mà đúng hàng thì anh em nhận. Và em này size 28 anh em nhé. Đây, em này đang là size 28. Tất cả là mình đang sale hết còn 850 thôi. Tắt ra như này thì thật sự anh em dùng có 10 năm nó không hỏng được. Thoải mái, đây là da chuẩn 100% này anh em này. Đó. Chất liệu vải cực kỳ là mềm. Em này thì là vải jean anh em nhé. Đó, em này là vải jean. Em trước thì là vải denim, còn em này sẽ là vải jean. Anh em lưu ý là khi mà anh em mua hàng ấy thì anh em hãy chụp ảnh lại màn hình và anh em gửi lại cho bên mình. Bên mình rất là nhiều mã, nó cũng tương tự giống nhau. Đó, và nếu mà anh em nào ưng sản phẩm nào thì anh em chụp lại gửi lên Zalo cho mình. Đó, mình sẽ chốt đơn ngay cho anh em. Và em cuối cùng chính là em Levi's. Em này cũng là size 28 anh em nhá. Đó, em này cũng là size 28. Em này cũng là Levi's 514 anh em nha. Nhưng mà em này sẽ làm có một cái màu là màu đen mài. Mình sẽ mở ra cho anh em xem để anh em cùng cảm nhận. Đó, và với một cái sản phẩm như thế này, với một cái giá tốt như vậy thì tội gì mà anh em không săn đúng không ạ? Chỉ với một mức giá đấy, anh em sử dụng một cái chiếc quần nó lên tuổi thọ tới 2 năm, 3 năm, thậm chí là 5 năm nếu như anh em giữ gìn nó tốt. Mà thậm chí đối với những cái dòng sản phẩm của Levi's thì anh em cứ hoàn toàn yên tâm là không bao giờ bị lỗi thời. Cũng như là cái form dáng ống suông thì xuyên suốt luôn, anh em không bao giờ ngại ngần trong là cái việc phối đồ hay là mix đồ đâu. Đó, đen mài cực kỳ là đẹp.
Anh em đặt hàng thì liên hệ ngay từ số điện thoại mà mình để bên phía dưới này, hoặc là anh em kéo xuống phần mô tả, mình để rất là đầy đủ thông tin, ví dụ như là số điện thoại và Zalo. Tất cả những cái mà anh em nhận hàng, kiểm tra, thanh toán đúng thì anh em mới thanh toán tiền. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh để mình có thêm rất là nhiều động lực lên thêm rất nhiều video mà có nhiều ưu đãi để phục vụ anh em một cách tốt nhất anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày vui vẻ.